Ok, như cái tiêu đề mà mọi người đã thấy thì mình sẽ tóm tắt lại toàn bộ livestream của Wuthering Waves bản Anh để cho mọi người không có livestream cũng có thể hiểu được những gì sẽ xảy ra và những gì các bạn sẽ được nhận ở trong bản 1.0 của Wuthering Waves. Thì một số lưu ý đó chính là bản Wuthering Waves Anh livestream thì nó có một xíu khác biệt so với bản Trung Quốc, thì bản Trung Quốc có một vài cái những cái tối ưu hóa liên quan tới thánh di vật Wuthering Waves, ví dụ như là cái hệ thống Echoes ấy. Còn lại thì nó cũng không có khác gì nhiều cho lắm, cho nên là bọn mình sẽ chỉ tóm tắt những cái bản tiếng Anh thôi, mọi người coi và lưu ý nhé. Và trước khi vào video, nếu mà mọi người thích những cái content Wuthering Waves hay là Genshin hay là HR thì mọi người có thể subscribe cho bọn mình để mà coi thêm những cái content vui và cũng như là hữu ích nhé. Bây giờ thì bắt đầu vào video thôi. Như mọi người thấy ở đây thì thời gian mà mọi người có thể pre-download Wuthering Waves đó chính là vào 21 tháng 5 năm vào 3 giờ sáng ở server Mỹ. Thì đồng nghĩa với lại cũng là ngày 21 tháng 5 nhưng mà vào lúc 18 giờ ở server Việt Nam. Đó thì mọi người có thể xem xét để mà pre-download trước nếu mà mọi người thực sự muốn chơi. Còn cái thời gian mà mọi người có thể chơi chính thức server sẽ mở đó là tầm khoảng 7 giờ ngày 22 tháng 5 năm ở server Mỹ. Cũng đồng nghĩa với việc là vào ngày 23 tháng 5 năm 2024 ở tầm 7 giờ sáng á, bên server Việt Nam thì nó tầm cỡ đó. Cho nên là yeah, mọi người muốn chơi thì mọi người có thể lưu ý những cái giờ này để mà mọi người download rồi chơi nhé. Thì trong cái cốt truyện lần này của Wuthering Waves nó sẽ mở ra hai cái arc mới so với bản beta, đó chính là arc 5 với arc 6. Thì là có thêm cốt truyện chính mới cho mọi người có thể thưởng thức ha. Đây, Arc 5 Rewinding Raindrop và Grand War Storm. Đó là những cái main quest mới sẽ mở trong bản chính thức so với lại bản beta. Cũng như là trong cái lần livestream lần này cũng sẽ thông báo là có những cái vùng mới, zone mới và cái boss mới để mà mọi người có thể khám phá thêm so với lại bản beta cho những bạn nào mà đã trải nghiệm bản beta và muốn thực sự trải nghiệm cái bản chính thức ở trên này. Và đây sẽ là những cái con boss mới và sẽ được add thêm vào trong game này. Đó, những cái con này là những con boss mới. Và đó là những cái con giống như là boss mà mọi người chơi trong Genshin và HR để mà farm nguyên liệu nhân vật đấy. Này là thấy những con boss bình thường. Đó, nhìn cũng có vẻ khá là ngầu nhỉ. Mình không có chơi bản beta cho nên là mình không biết những con này có thể làm được những gì. Nhưng mà theo cái gameplay hiện tại thì chúng ta hình như có vẻ chúng ta có thể sử dụng những con này để mà đánh lộn cũng được á. Theo mình nhớ là vậy. Đó, những cái con này sẽ là những cái boss ở trong game. Và mình nhớ đây sẽ là một con boss tuần. Kiểu như con boss tuần giống như Cocolia rồi hay là Asdaha trong Genshin và HR ấy. Mọi người có thể đánh một con này mỗi tuần để lấy cái đồ để nâng cấp thiên phú. Mình nhớ là vậy, và con này cũng sẽ là boss endgame trong cốt truyện chính. Trong bản 1.0 này thì mọi người sẽ mở được banner của Qingyan và vũ khí của chính Qingyan ở nửa đầu phiên bản 1.0. Đó chính là nhân vật 5 sao limited đầu tiên của chúng ta. Còn vào nửa sau của bản thì chúng ta sẽ mở một nhân vật tiếp theo, đó chính là Yinlin, cũng như vũ khí của cô ấy ở nửa sau của phiên bản 1.0. Thì mọi người có thể xem trước được cái kit của những người này ở trong những cái video khác, và sau đó mọi người có thể quyết định xem mọi người có muốn roll hai character này hay không ha. Một thông tin quan trọng cho những bạn nào mà có pre-register của game, có nghĩa là đăng ký trước, thì nếu mà mọi người đã đăng ký trước rồi á, thì sau khi vào game mọi người sẽ nhận được những cái quà ở trên. Nó gồm là 80.000 vàng, 10 kinh nghiệm Echoes. Echo có nghĩa là hệ thống thánh di vật của cái game này á, và một avatar đặc biệt được tặng riêng ở trong game này, cũng như là 200 đá, cái này giống như là nguyên thạch với lại ngọc ánh sao trong Genshin với HR ha. Và sau đó là 20 rune thường cho 5 triệu người đăng ký cũng đã được đạt, cho nên là chúng ta cũng có thể chọn một vũ khí 4 sao bất kỳ trong những cái vũ khí này. Rất là tuyệt ha. Cho nên là nếu mà mọi người chưa đăng ký trước thì mọi người có thể đăng ký trước ngay bây giờ luôn. Một cái thông tin cũng khá là thú vị trong Wuthering Waves đó chính là Heart Pity trong game này nó chỉ là 80 thôi, nó không phải là 90. Cho nên là mọi người có thể roll ra trước cái tầm đó rồi, và chắc chắn là 80 sẽ ra được một nhân vật 5 sao ha. Và thêm một cái thông tin cực kỳ thú vị nữa, đó chính là ở banner vũ khí, ví dụ như banner vũ khí của Qingyan hay là Yinlin á, thì mọi người sẽ chắc chắn win được vũ khí, không có cần phải qua 50-50 hay là 75-25 hay là phải định chuẩn gì hết. Mọi người cứ roll vũ khí và trong 80 roll chắc chắn sẽ ra một vũ khí luôn, tin rất là tuyệt. Rồi sau đó thì có một tin nữa cũng gần giống như vậy, đó chính là ở trong banner vũ khí thường thì mọi người sẽ được chọn một vũ khí bất kỳ mà mọi người muốn. Sau đó trong 80 roll này chắc chắn sẽ ra một trong những cái vũ khí thường này mà mọi người chọn. Đó là một cái rất là hay ha. Trong cái này mình không muốn nói đâu, nhưng mà có vẻ như là Genshin và HR could never thật. Ok,
Và như mọi người thấy thì chúng ta cũng có một banner gọi là banner tân thủ, giống như là HR ha. Trong vòng 50 roll, nói là 50 lần roll á, thì mọi người sẽ nhận được một trong năm con năm sao này. Năm sao banner thường là những con này. Thì nhưng mà nếu mà mọi người roll 10 lần á, thì mọi người sẽ được giảm 20% mỗi lần, đồng nghĩa với việc mọi người chỉ cần tốn 40 lần roll thường là mọi người sẽ có được một trong những năm sao nhân vật limited này thôi ha. Nhưng mà khác với lại HR một cái á, là mọi người roll banner thường chỉ cần 80 lần thôi, mọi người sẽ được chọn một trong năm người này để mà mọi người sử dụng. Khác với lại HR là 300 roll ha. Cho nên là cái này là một cái điều khá là hay trong Warring Wave mà mình thấy trong cái livestream vừa rồi. Và hy vọng là Genshin nó cũng có cái hệ thống này. Vì chúng ta kiểu như là Noel tuy là mạnh đấy nhưng không phải thực sự là một nhân vật 5 sao, và chúng ta cũng muốn được tặng một nhân vật 5 sao đó mọi người. Thì trong những cái nhân vật 5 sao này á, thì chúng ta có hai lưu ý, đó chính là Cao Caro ha. Cao Caro là ông này nè, và sau đó chính là Verena. Hai bạn này là chúng ta là hai nhân vật trong beta là hai nhân vật mạnh nhất. Nếu mà mọi người có mà chơi beta á, thì mọi người có thể lưu ý roll hai nhân vật, lấy hai nhân vật này cho sau khi roll 80 roll thường ở banner thường để mà mọi người làm mạnh cái ạc mình lên ha. Đây sẽ là DPS, còn đây sẽ là support kim cả healer. Okay. Thì như mọi người thấy thì sau cái này, cái hệ thống này nó cũng giống với là cái hệ thống mà payback của Genshin với lại HR ấy. Sau khi mà mọi người roll ra nhân vật 4 sao, 5 sao hay vũ khí 5 sao, 4 sao thì mọi người sẽ được trả cái cục này. Thì mọi người có thể dùng cái cục này để lấy một roll xịn để mà mọi người roll, hay là một roll thường để mà mọi người roll cũng được, như Genshin ha. Nhưng mà trong này khác một cái, nó cũng khác cả HR luôn. HR thì mọi người có thể dùng để đổi vũ khí mà của banner thường, nhưng mà trong này nó hoàn toàn khác biệt, là mọi người có thể dùng để mà mọi người đổi cả nhân vật 5 sao, cả cung mệnh nhân vật 5 sao nè, mọi người thấy không? Tối đa hai cung mệnh của nhân vật 5 sao, mà mình có nghĩ là cái này, cái hệ thống này nó có sẽ có refresh á, và cả nhân vật 5 sao limited luôn nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Jin Liên ở trong này luôn này, và năm nhân vật banner thường cũng có trong này luôn. Thì mình nhớ là nhân vật limited sẽ là 360, còn nhân vật không limited là nhân vật banner thường nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà đối với những bạn free to play cộng với những bạn small spender thì cái tin này là một tin rất là đáng mừng. Và mọi người nếu mà muốn thực sự muốn có một nhân cung mệnh của một nhân vật 5 sao limited thì mọi người có thể tích cái này thay vì đổi roll, và mọi người đổi một character 5 sao limited miễn phí ha. Đó, cái này một tin rất là thú vị. Okay. Thì cái hệ thống mà lên level này thì mọi người thấy nó cũng giống HR ha. Thì là sau khi lên level 45 thì mọi người sẽ nhận được hết tất cả số quà này. Tổng cộng là 40 roll thường và 10 roll xịn, nếu mà mọi người dùng cái đá để mà mọi người đổi ra roll xịn ha. Đồng và cùng lúc đó thì mọi người khi đạt được level 45, mọi người sẽ được chọn một vũ khí 5 sao banner thường miễn phí. Đó, có vẻ như cái game này đang hướng tới lại cái cộng đồng người chơi mới khá là nhiều. Và đây là một cái tin mừng cho những cái game gacha này, nếu mà hiện tại mình thấy như vậy. Thì cái bản 1.0 cũng bao gồm nhiều event ha mọi người. Thì trong đây là một trong những cái event mọi người sẽ được nhận free nhân vật Yuan Hu. Cũng là một cái mà freebie cho những bạn có quan tâm. Thì đó chính là sau khi mọi người chơi Warring Wave thì đây là quà đăng nhập hàng ngày của mọi người trong vòng 7 ngày nè. Thì tổng cộng chúng ta sẽ có 4 run thường, 4 run xịn và một nhân vật miễn phí, đó chính là Sang Hua ha. Có vẻ như là 1.0 của Warring Wave tặng rất là nhiều luôn. Wow. Và một cái khá là thú vị của developer nói với chúng ta thì chúng ta cũng sẽ nhận được cả 10 run thường và 10 run xịn sau khi mà mọi người đăng nhập ở bản này, nếu mà mọi người chơi game ở 1.0 ha. Wow, rất là nhiều quà. Nếu mà mọi người nãy giờ đếm coi được bao nhiêu run thường với lại bao nhiêu run xịn rồi, mọi người comment xuống phần bình luận ở bên dưới để mà bọn mình có thể thống kê được là tổng cộng chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu đồ free ở trong cái bản 1.0 này ha. Ok, và đây là kết thúc của cái lần tóm tắt livestream lần này của Warring Wave rồi. Cái này là lần đầu tiên bên mình tóm tắt cho nên là cũng còn một vài nhiều lỗi, cho nên là mọi người thông cảm một xíu ha. Nếu mà mọi người muốn bọn mình khắc phục ở đâu thì mọi người có thể comment xuống phần bình luận ở bên dưới để bọn mình biết và bọn mình khắc phục. Cảm ơn mọi người vì đã coi cái video này. Nếu mọi người thích thì mọi người có thể like, subscribe và ấn vào cái nút chuông nhỏ nhỏ bên dưới để mà nhận được những cái content Warring Wave, Genshin, HR mà bọn mình ra mắt ha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những cái buổi livestream hay là video lần sau.